yêu cầu thao đúng những khả năng hát lại của các thể chủ tiêu. Qua đó, chúng ta cũng được nhận biết được cách chúng phải chờ đợi cho người. Để chúng ta có chất lượng phải để đúng tâm, không chỉ sở hữu cảm hát được chúng ta như năng vận dụng được thao độ, mà cũng bắt đầu vào thời gian gọi là hội chuyển đổi của hát hết. Trong quá khứ, dân tình cùng chuyển tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc họ đi bắt đầu thì ban tổ chức một chương trình âm nhạc phát nhạc và nhạc có lời. Không chút chần chừ, những ca sĩ lập tức ra dấu gửi nhạc. Sau khi ban tổ chức mở biết của ca khúc chắc ai đó sẽ về quan trọng ca sĩ thì ngay lập tức tôi phục lại ý kiến. Hát nhạc của em đi. Là biết và tôi cũng thích điều này. Thế cho nên là Tùng hát được hát nhạc. Nếu mà hát của kiểu Tây thì Tùng không nhận được. Thế nên là Tùng phải được hát nhạc đúng không? Mọi người có sẵn sàng hát của Tùng lại một lần nữa không ạ? Để anh yêu thương ấy, để anh về nơi đây. Sở hữu phong cách biểu diễn ấn tượng cùng giọng hát truyền cảm, Lệ Quyên cũng là một trong số những nghệ sĩ thẳng thắn tài từ về hát nhép. Trong một lần đi diễn, khi đang thể hiện ca khúc của mình, Lệ Quyên phát hiện được rằng nền nhạc đang phát đã được thu sẵn lời. Ngay lập tức, nữ ca sĩ thẳng thắn chất vấn, nhạc này ở đâu ra, sao lại bỏ chi đi vậy, sao tình trạng nhạc như vậy, chuẩn bị nhạc cho chúng ta. Sau đó, Lệ Quyên kéo lại không khí bằng cách mời khán giả hát trong ca của mình. Bố mà, đầu tiên tôi phải.